là nó không lương, nhưng mà nó có lương này lương nọ chứ không phải là cùng một giống. Nhưng mà có lương lẹo không? Hả? Không có lương nào lương lẹo hết trơn á. Biết ăn kỹ luôn. Anh người yêu mẹ đó. Anh người yêu mẹ đó. Người yêu mẹ là ai? Nó chiều nay về nấu bánh canh cho anh bạn nhỏ ăn, mà bây giờ đi rước giữa đường trời mưa mọi người. Mưa nó không có lớn mà nó dông. Nó dông trong sổ anh tắp vô lề luôn rồi. Hồi nãy á tao nói lá cây bay liệt địa hết trơn. Báo cáo với tổng đài là ông trời không nói bậy. Trời ổng mưa vậy đó, cứ mưa đoạn này mưa cái đoạn kia không mưa. Chiều nay quyết định nấu mì ăn mọi người. Trời ơi, ớt chín nữa rồi nè. Ớt chín rồi mọi người. Giờ Trâm đi ra đây coi có cái gì để Khanh vô nấu mì không. Đây. Đây, tới công chuyện rồi đây. Đây là cái ba cái mấy cái phôi nấm hồi bữa Trâm gỡ ra, Trâm lấy cái mùng cưa lại đó mọi người. Đó. Mình mở bịch nó ra cái bắt đầu nó vẫn còn cái meo này nè. Đó. Được một ít nấm nè, thu hoạch luôn. Thu hoạch vô nấu mì Trâm với anh bạn nhỏ ăn. Nhớ xưa còn đó nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Đó, vậy cũng được tô mì chứ bộ à. Đây mọi người, cũng được mấy tay. Này mà vô cái nấu hiêm chung như nãy Trâm cũng có mua ít nấm rồi. Ai bắt nạt siêu vậy con chó hả? Đi vô con, đi vô. Nô quá hả? Đi vô mẹ nấu mì cho ăn, mẹ tắm rồi đó. Mưa ướt mẹ nãy à. Giờ sao đây? Muốn gì? Ngày ngày em thấy yêu thương trong anh, nhưng em không thấy thật lòng. Đừng để em cứ cho đi như thế. Hay đi rồi anh mới thương. Giữ nhau thêm bao lâu thì như không quan trọng. Giờ Si muốn ăn cái gì? Chiều nay mẹ chỉ có nấm thôi. Nè Si tớp. Đang đừng còn Si à, Si ngoan đi nè. Cắt nấm nấu mì ăn mọi người. Định chiều nay về là nấu bánh canh. Mua cái gì đó nấu bánh canh. Mà về mưa quá trời quá đất rồi thôi nghỉ luôn. Nấu mì ăn, hai mẹ con chiều nay ăn mì. Mì nấu nấm. Chiều nay tô mì hơi bị xịn nha mọi người. Đây có bạch tuộc nữa nè. Với có bò viên, một ít bò viên thì sẽ bỏ vô mì. Còn một ít bò viên là Trâm sẽ bỏ vô nồi chiên không dầu, Trâm nướng cho anh bạn nhỏ. Bỏ vô đây. Rồi bật bếp lên thôi. Rồi Trâm sẽ nướng trong vòng 10 phút 180 độ. Còn đây là thành phẩm cái bánh dẻo của Trâm đêm qua mọi người. Bây giờ mình để giống như là nó nở ra được một tí xíu xíu á. Tuy nó không giống người ta bán ngoài chợ do Trâm nhồi bột, hình như là hôm qua có mấy bạn comment nói là do Trâm làm mà sai đơn vị tính á, trên cái cân đơn vị là cái gì đó LB gì đó Trâm không có để ý nữa, rồi tính bằng gam cho nên là thành ra nó sai cái công thức nhồi cái này. Mấy bạn kêu tích cực làm tiếp đi chị Trâm ơi, để ngồi ăn thử coi. Nhìn mấy bịch tuần như giống như là đang ôm chả ăn vậy á. Phải không đó? Nè phải hả? Trời ơi, phải không đó ông Cịnh? Có một đứa lấy xúc tua nó ôm luôn kìa. Trước khi nó chết luôn. Anh thật là giỏi trù tượng. À thế à. Để Trâm đi ra hái một ít ngò gai nữa mọi người. Hồi nãy đang ấy cái bắt đầu trời mưa. Si, con làm gì ở đây vậy Si? Hả? Làm gì vậy con? Nhổ ít ngò gai vô bỏ vô mì cho nó thơm. Nè, nó ra ngồng rồi nè. Nó ra ngồng, cái này là mình ngắt bỏ luôn. Đựng cho nó ra hột ra đồ. Ôi trời đang mưa mọi người, thấy bụi ngộ của Trâm ướt nhẹp không? Đó cho mọi người coi mướp của Trâm nó đang ra nè. Đó hai quả nè, ba quả nè. Y như mấy con rắn vậy trời. Gò gai, thơm mùi gò gai quá trời luôn. Mỗi lần mà Trâm lặt ra mùi, Trâm phái hủi hủi này nè, nó thơm gì đâu á mọi người. Đi vô con xe ha. Trời còn đang mưa gã gít đó mọi người. Thơm quá. Cho vô một miếng tỏi phi đặng xào mấy con bạch tuộc lên mọi người. Đó, nhiêu đây được rồi. Mẹ sẽ nấu mì mà bay mùi lẩu Thái cho con ăn ha. Mẹ sẽ cho vô một tí lẩu
nước đậu thái cho con nó thơm. Wow, xèo đó thấy chưa, con bạch tuộc của Kiệt nó thun kìa, nó thun kìa, nó thấy nó thun chưa? Nhớ rồi, dính mấy viên chả bò luôn rồi, bò viên rồi, để ngồi bỏ sau. Mẹ sẽ cho nấm vô mẹ xào chung luôn rồi mẹ chế nước vô thôi. Hấp dẫn quá, thơm quá đi, bán ngát cái phòng luôn rồi. Không biết mấy phòng bên kia có nghe mình làm gì thơm không ha? Chắc không biết đâu. Cho nấm vô luôn, con biết tại sao mẹ cho nấm vô luôn không? Mẹ cho vô luôn là tại vì trong nấm nó có nước nè, mình bỏ vô mình xào luôn coi nước nôi nó ra nhiêu, rồi một hồi mình thêm nước là vừa thôi chứ để nhiều quá. Mà sợ hai mẹ con mình ăn không hết luôn á, trời quá trời nhiều luôn nè. Bên đây mình đun siêu tốc đang sôi sẵn rồi. Chế nước vô. Đó, xong rồi mẹ sẽ cho nước đậu thái vô nữa. Rồi nêm nếm rồi thả mì vô là hai mẹ con mình ăn rồi. Rồi, ở đây đi lấy chai nước đậu thái. Yêu đơn phương là gì? Tăng đà đăng ta đăng đăng tăng tăng. Cho miếng này vô là nó màu sắc liền. Con tin mẹ đi. Hy vọng là Kiệt sẽ thích. Không biết có thích không nữa. Tình em như cơn lũ cũng đôi bờ mưa sông. Tình em như sông vắng xuân sang phẳng lòng. Vì em mất anh mất anh, mùa xuống đã qua rất nhanh. Còn chẳng nói đâu nói đâu tuổi sân. Rồi xong bụi mò gai. Tình hình là hôm qua Trâm nhận được viện trợ từ nhóm Nam Xuân mọi người, từ công ty Trâm làm á, được thùng mì với một bao gạo Hương Lài, còn nhà trọ Trâm là cho Trâm một bao gạo XT25 đó. Hôm nay hai mẹ con Trâm sẽ sống bằng hai gói mì này. Công ty cho mì thì mình phải ăn chứ đúng không mọi người? Cứ niêm vậy mọi người, tại vì Trâm định lấy cái gói gia vị của mì Trâm bỏ vô luôn đó. Cho nên là thả mì vô trước đi cho nó mềm đi rồi tính gì tính. Là múc ra hai mẹ con ngồi gấp ăn thôi. Đó. Cho hai gói vô. Đó, Trâm sẽ rưới gia vị vô. Tại vì hồi nãy chỉ mới có bỏ nước đậu thái thôi. Rồi bắt đầu sẽ cho ngò gai vô luôn mọi người. Ui. Đó, trời ơi tuyệt đỉnh luôn. Đoạn này là lạc mặn gì thì ngồi niêm lại thôi. Tắt bếp. Qua. Kẹt lấy hai cái muỗng đi con. Ui, xong nồi mì của hai mẹ con rồi. Mày thấy nó tím chưa? Sao? Nãy nó trắng tinh, trắng muốt. Bây giờ nó tím liệm tìm xem luôn. Tím liệm tìm xem luôn không? Rồi, con ăn bạch tuộc thì con gấp đi, đưa mày gấp mì qua cho con. Đó. Có nấm nhà chồng nữa hả? Có nấm nhà chồng rồi nấm mua nữa. Đó. Đó. U là tàn, hấp dẫn chưa? Sao, thấy ổn áp không? Cũng ổn. Hả? Cần chấm gì không con? Ôi, cái nó mì nó nóng rồi mọi người. Cái nó nguội bớt, gió thổi cho nó nguội bớt rồi đó. Con bạch tuộc là nó sống trong môi trường gì ta? Môi trường nước mặn. Hả? Môi trường nước mặn. Nước mặn hay nước lợ? Nước mặn chứ không lẽ nước lợ sao sống được. Tại mẹ nghe. Ở Cần Giờ cũng có. Kê mì. Nói tiếng gì vậy? Mì tôm. Trời ơi, cái con này nó cởi đầu cởi cổ mẹ nó bò ngang người mẹ luôn kìa. Úi là chàng. Còn nắm đây nè con ạ. Ít bữa ba có về nấu gẩu gì ăn ta? Nó hả? Hả? Giờ con đâu có ăn đâu.
giờ đâu có ăn đâu. Giờ ăn không mẹ mua? Mặc dù mẹ sợ nhưng mà con ăn là mẹ phải mua gì mẹ mần luôn ăn. Tại sao mẹ lại sợ? Tại sao mẹ sợ? Mẹ sợ lương hả? Ý là mẹ ăn cũng được thôi, nhưng mà hồi hồi có con nhỏ mẹ. Mẹ muốn con khỏe mạnh, mẹ muốn con ăn uống được rồi mẹ vẫn mua lương gì mẹ nấu cháo cho con ăn. Ừ. Khi làm gì ngồi sầu đời đi. Khi đang hết tình. Ủa mà mẹ nói gì mà mẹ sợ lương rồi sao? Hả? Mẹ nói gì mà mẹ sợ lương rồi sao? Thì nó trơn trơn mẹ sợ thôi. Ừ. Có gì đâu. Giống như con có ở ngoài biển có con gì con lương biển hả? Cá trình hả? Cá trình gọi là lương biển hả? Cá trình nó gọi em cá trình nó theo người ta gọi nó là cá trình nhưng mà em nói là con lương mô ri. Con gì? Lương mô ri. Lương mô ri hả? Lương mô ri. Lương mô ri hả? Gì vậy trời? Lương mô ri. Ừ. Rồi sao? Rồi sao ý nghĩa là sao? Thì ý nghĩa con cũng không biết. Cái đó là tên nhà khoa học người ta đặt. Rồi mà tìm ra nó người ta sẽ đặt cho nó một cái tên. Còn con sao biển mà tên của người ta đặt là tên gì? Không biết. Giống như gián người ta đặt là Tiểu Cường vậy hả? Hang gián tại sao kêu Tiểu Cường? Có nhiều luôn. Có nhiều loài lắm mẹ. À, loài có nhiều loài nhưng mà nó có kiểu là nó con lương nhưng mà nó có lương này lương nọ chứ không phải là cùng một giống. Nhưng mà có lương lẹo không? Hả? Không có con nào lương lẹo hết trơn á. Nước ngoài không có con nào lương lẹo hết trơn á, có Việt Nam mình mới có lương lẹo thôi à. Bữa mẹ lướt TikTok mẹ thấy con mèo bắt được con rắn hoa học trò luôn á. Mà người ta nói rắn hoa học trò có độc, có độc của con không độc là sao ta? Là mày biết gì không? Không. À con rắn hoa học trò. Ừ. Nó phải ăn con gì nó mới độc. Ý là nó ăn con gì? Nó ăn như kiểu con cóc, con nhái, con ếch đồ hay là con gì mà có độc là nó ăn luôn. À. Nó vẫn bình thường nhưng mà có điều là nó sẽ chữ nọc độc. Chữ nọc độc ở đâu? Ở ngay cái chỗ miệng đó. Phải không? Nó không tịnh. Thông tin chính xác không vậy? Có cần kiểm nó chứng? Nó ngay cái cổ của đỏ. À vậy đó hả? Nọc độc ngay cổ đỏ đó. Sao con biết vậy? Mẹ mày biết ai chữ không? Anh người yêu mẹ đó. Ừ? Cái gì? Anh người yêu mẹ đó. Người yêu mẹ là ai? Ta đó. Ờ à, vậy đó hả? Ghê nhỉ phải hả? Ừ. Nhìn tướng mèo mà thấy gầu chết rồi. Thấy rồi. Đã nghèo rồi, con ngồi gặp con mèo cũng ngồi nữa rồi. Gặp nó néo rồi cho cô chú coi con mèo ơi. Hả? Con ngồi tướng à. Cái gì? Loài rắn nó rất là nhát luôn á. Sao vậy? Nó thấy người là nó bỏ đi à. Sao có người cũng bị bé Na cắn đó. Cái đó người ta chọc bé Na đó. À. Bây giờ lấy cái bánh. Cái bánh chọi chết con chó. Bánh này bánh lốp xe. Do tại người ta tao khiêu khích nó ấy lên là nó coi như là nó ấy luôn. Hai mẹ con nấu mì ăn còn cái gì? Còn là nước với miếng bò giống như ở nước Úc nè, ở nước Úc là có con rắn thay banh lục địa đó. Nhớ gì? Rắn thay banh lục địa ở Úc á. Thay banh nội địa hay lục địa? Thay banh nội địa. À. Là con đó nó nhát lắm. Nhưng mà thay sao nó độc? Nó độc thì nó độc nhưng mà mình không làm gì nó cũng không thèm cắn mình đâu. Có khi nó tới bước đường cùng là nó coi như nó thích cho mình mệt nhát thôi. Mình không làm gì nó cũng không thèm cắn đâu mà. Ăn vẫn ra mùi vị của bánh dẻo mọi người. Vẫn ra cái vị bánh dẻo. Có điều là nó hơi cứng, nó chai giống như chinh gum vậy. Nó có độc là để nó tự vệ. Ngọt vừa ăn. Chăm chỉ bị sai cái cách nhỏ bọt. Nó có răng độc là nó để nó tự vệ. Với lại là nó kiếm mồi chứ không phải là để đi cắn lộn đâu. À. Có người thấy người nó thấy người lại nó cắn người luôn. Ừ. Có khi nào mà nó quá đó nó thấy người nó mới hung dữ. Dễ hả? Nó mới cắn thôi. Cái gì quá. Giống nha, giống như học chương trình sinh học quá ha. Giống như trong chiến tranh Việt Nam mà. Chiến tranh Việt Nam sao?
là người ta dùng mấy con rắn độc như là rắn hổ mang hay là rắn gì đó, rắn độc nông độc nia gì á. À, có rắn độc nông, rắn độc nia nữa hả? Ừ. Sao mẹ không biết mấy rắn ta? Rắn nó ở châu Á này. Hả? Nó ở châu Á này. Mà nó độc nữa. Mà dùng con rắn này để làm gì? Người ta bắt con rắn là người ta bỏ đói nó. Người ta để xuống nó trên cây nhưng mà người ta sẽ bỏ đói nó luôn. Làm sao mà bắt nó được? À, bắt nó rồi làm sao mà bả nó rắn độc này, làm sao mà bắt nó được? Ủa rồi mẹ không biết, rồi mẹ không biết có dụng cụ hả mẹ? Hả? Người ta phải có dụng cụ hỗ trợ, không là người ta sẽ dùng chiêu. Chiêu gì? Chiêu người ta sẽ dùng chiêu là người ta dùng cái cách á, là người ta lén lén, người ta nắm đuôi rắn rồi người ta xoay vòng vòng cho nó chóng rồi mặt. Rồi xong rồi có con rắn quay lại tập cho một phát, cái xong rồi cái tiêu diêu miền cực nhọc luôn. Để đâu xoay mình phải xoay thật mà, mình xoay nhanh, mình xoay lên, mình xoay rồi mình lấy mình chọi nó vô đất á cho nó bất tỉnh. Xong rồi cái nó bắt đầu đi về miền đất hứa. Mình lấy cho nó bất tỉnh cho nó bất tỉnh nhân sự luôn. Cha gì sao con hả? Ăn cá rồi mà sao ạ? Hả sao chứ sao ạ? Hả? Thôi giờ mẹ kết thúc video. Trong kết thúc video thì mọi người hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye mọi người, chiều nay mưa lạnh. Bye bye cô chú anh chị đi con. Vâng, bye bye cô chú anh chị. Nấm ngon vậy hả con? Hả? Nấm ngon vậy luôn hả?